Cuối cùng mình cũng đã tới nơi. Thiệt sự là một cảnh tượng quá là hùng vĩ mà. Đây chính là căn biệt thự mà đang được mọi người đồn đoán rằng là đang có rất nhiều những sự kiện bí ẩn, cũng như là những sự kiện liên quan tới ma quỷ mà không ai có thể hoàn toàn giải thích được. Và các bạn có thấy không? Hiện tại đó nha, là mặt trăng đã lên cao. Và nếu như mặt trăng đang đứng ở vị trí này thì có nghĩa đó nha, bây giờ đang chính là 3 giờ sáng. Một cái công trình, một cái khu biệt thự bí ẩn đã xuất hiện giữa khu rừng vào lúc 3 giờ sáng. Đúng là một cảnh tượng có thể mang lại cho con người ta cảm giác gọi là rùng mình cũng như là kỳ dị mà. Đâu rồi, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ chụp một bức hình để có thể làm bằng chứng đó nha, là mình đã tới được khu biệt thự này. Rồi, ok, chụp lại nào. Và đẹp rồi đó, lát nữa mình sẽ coi lại sau. Và bây giờ mình nghĩ đó nha, là mình sẽ bắt đầu tiến vào trong cái khu biệt thự này để có thể khám phá nó là liệu những lời đồn đại có thiệt sự là có thật hay không. Rồi, các bạn có thấy không? Căn biệt thự này có tên là 3 AM Mansion các bạn ơi. Có nghĩa đó nha là một căn biệt thự lúc 3 giờ sáng. Và theo như một số lời đồn đoại các bạn ơi, mình được nghe nói rằng đó nha, là căn biệt thự này chỉ xuất hiện trong khu rừng vào lúc 3 giờ sáng mà thôi. Và khi các bạn gọi là đang chơi game lúc 3 giờ sáng á, các bạn đi vòng 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 khu rừng lúc 3 giờ sáng á, thì căn biệt thự này sẽ có khả năng xuất hiện các bạn. Rồi ok, bây giờ hãy cùng mình tiến vào nào. Và ở đây mình thấy là hình như khu này là khu lên cao, khu lên lầu nè. Và ở đây mình thấy có cái room Ender. Đúng các bạn ơi, là một khu biệt thự mà, cho nên là chúng ta đó nha sẽ cần có một cái hầm, gọi là cái room đồ á, có thể để đồ của khách vô. Rồi ok, vậy thì mình nghĩ đó nha là mình sẽ để ở đây là kim cương của mình vô đi các bạn. Đúng rồi đó. Và mình cũng sẽ để một vài món đồ như thế này vô để có thể gọi là tiện lợi hơn trong cái việc đi khám phá cái khu biệt thự này. Và bây giờ là, trời đất ơi, what the hell, cái gì vậy? Mình chỉ vừa mới bắt đầu tiến vào cái khu biệt thự này, các bạn coi nè, thấy không? Đã có những cái đầu lâu các bạn ơi, những cái đầu lâu đang nằm rải rác ở trong khu biệt thự này. Làm sao nhỉ? Trời ơi, để mình coi tiếp coi. Và ở đây thì hết đường rồi hay sao á? Ở đây hình như chỉ là một cái chỉ là một cái khu vực thư viện thôi, có rất là nhiều sách để đọc nè. Nhưng mà ở đây các bạn ơi, ở đây mình thấy đó nha là có một cái đầu lâu, hai cái đầu lâu và ôi trời đất ơi, có rất là nhiều những cái đầu lâu nha các bạn. Được rồi, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ chụp lại ở đây các bạn ơi, để có thể gọi là bằng chứng về việc là cái khu biệt thự này chính là một khu biệt thự gọi là ma quỷ các bạn. Rồi ok, hai tấm hình rồi. Giờ để mình bắt đầu cất vô lại nào. Và bây giờ mình nghĩ đó nha là ở đây mình thấy có một cái bức tranh như thế này. Mình không rõ là bức tranh như thế này ở đây là nó có ngụ ý gì hay không. Mà chắc là bây giờ mình sẽ đi lên lầu trước đi, rồi mình sẽ tính sau các bạn ơi. Đó. Ở đây còn cái bảng nè, 3 AM Mansion các bạn ơi, căn biệt thự lúc 3 giờ sáng. Rồi, bây giờ lên lầu nào. Và ôi trời ơi, cái gì vậy? Holy crap các bạn ơi. Mình chỉ vừa mới lên lầu thôi đó nha, và mình đã thấy rằng các bạn ở đây có những bắt đầu có những vết máu rồi. Từ từ, để mình thử đi qua đây coi. Khu vực này hình như là một khu vực không có cái gì cả các bạn. Đây chắc là khu vực nhà bếp hồi xưa nè, nhưng mà gần như là an toàn các bạn ơi. Khu vực này mình thấy rằng là không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà cái khu vực này các bạn coi này thấy chưa? Cái khu vực hành lang này đã có những cái bộ xương như các bạn ơi, có những cái vết máu, thật sự là quá kinh hãi luôn. Được rồi, tiếp tục nào, mình sẽ tiếp tục chụp hình tiếp các bạn ơi để làm bằng chứng nha. Đúng rồi đó, nhiệm vụ của mình ngày hôm nay các bạn ơi chính là một nhiếp ảnh gia. Mình sẽ phải có nhiệm vụ đi chụp lại tất cả những thứ gì mình thấy gọi là kỳ lạ cũng như kỳ dị các bạn ơi, thì có thể gọi là tham khảo để tiếp tục tìm hiểu các bạn. Thật sự là quá kinh hãi luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên trên lầu nè các bạn để xem như thế nào nha. Hy vọng rằng là mình sẽ không gặp cái gì đó quá kinh khủng. Và ở đây là cái gì đây nhỉ? Ở đây mình thấy là có một hình như là một cái barrel các bạn ơi, là một cái dạng thùng. Và ôi trời ơi, cái gì đây? Lại thêm một bộ xương các bạn ơi, xương người. Và điều kinh khủng nhất là các bạn coi nè, ở đây đang có một cái máy chém nha các bạn. Một cái máy chém các bạn ơi. Trời đất ơi. Các bạn ơi, các bạn có đang để ý ở đây có những cái quan tài nữa, và trong cái quan tài này có một cái xác chết nha các bạn, một cái hoài xác chết các bạn ơi, một cái bộ xương. Mình nghĩ đó nha, chắc là cái bộ xương này các bạn ơi đã quá lâu rồi đó các bạn. Để mình mở được không ta? Mình không mở cái quan tài này được các bạn ơi. Và ở đây còn có những cái bộ xương nằm rải rác đó nè. Mà các bạn, mình không biết nha, các bạn có để ý hay không, nhưng mà bây giờ mình mới bắt đầu thực sự để ý. Các bạn coi nè, thấy không, những đốm lửa có lúc nó là màu đỏ nha các bạn. Và bây giờ nó đã chuyển qua màu xanh các bạn ơi. Thấy chưa? Màu đỏ nè. Và màu xanh lá cây các bạn thấy không? Những cái ngọn đuốc ở trong Minecraft các bạn ơi. Mình nhớ ra nha, làm gì có màu xanh lá cây các bạn. Lần đầu tiên mình thấy luôn á.
Và ở đây mình còn thấy còn có thêm những cái bộ xương đang nằm rải rác các bạn ơi, sợ thiệt sự luôn á. Và cái gì đây? Ôi ôi, đây là một cái giá treo cổ hay sao đó các bạn. Nhưng mà còn chưa kể đó nha, là mình còn thấy có cả những cái đầu đầu zombie các bạn ơi, những con thây ma. Và nó đặt ở giữa một ngôi sao năm cánh các bạn. Ôi ôi, bảo sao đó nha, là đã có nhiều lời đồn đoán rằng đó hả, là khu biệt thự này đó nha, là đang có những cái sự kiện gì đó liên quan tới ma quỷ các bạn ơi. Mình nghĩ đó nha, đây là hiến tế người sống và triệu hồi ma quỷ đó các bạn. Trời ơi, bảo sao căn biệt thự này chỉ xuất hiện lúc 3 giờ sáng các bạn ơi, ghê thiệt sự luôn á. Và ở đây thì sao? Ở đây là oh my god, một quyển sách các bạn ơi. Và mình thấy cái vòng tròn này các bạn, có vẻ như đó nha, là nó được làm từ máu đó các bạn. Hơi da kinh khủng thiệt sự luôn à. Và ở đây có một bộ xương khô, có vẻ như là đã có ai đó bị nhốt vào trong cái lồng này đó các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mình cần phải chụp hình lại các bạn ơi, để làm bằng chứng rằng là thiệt sự các bạn là đã có những cái phi vụ liên quan tới ma quỷ gì đó. Ôi sao đèn tắt vậy? Ôi sao đèn tắt các bạn ơi, phải không vậy? Trời ơi, giật cái mình các bạn ơi, hình như là lại gần nó mới sáng đèn á. Trời ơi, ghê thiệt sự luôn á nha. Rồi ok, lên chụp hình lại nha các bạn. Mình cứ tưởng đó nha, là mình lên đến chụp hình mà đèn nó tắt một cái cho mình chết chắc luôn á. Thấy ghê thiệt sự luôn à. Rồi 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 rồi, bây giờ mình sẽ chụp thêm một hình ở đây nữa các bạn ơi. Và mình hy vọng rằng là nó sẽ ok. Và mình nghĩ là bây giờ đó nha, mình đã đủ hết toàn bộ tài liệu rồi đó. Bây giờ phải mau chóng ra khỏi cái khu biệt thự này và đi về thôi các bạn. Chứ thực sự là mình không thể tài nào mình ở đây thêm một phút giây nào đó các bạn ơi. Nó quá kinh khủng đối với mình. Thực sự đó nha, đúng là một trải nghiệm đáng sợ khi phải hả tìm hiểu về cái khu vực này. Nhưng mà các bạn từ từ, ở đây mình thấy có một cái bức tranh như hồi nãy mình đã nói. Mình thật sự muốn tìm hiểu xem các bạn ơi, liệu đây có phải là một lối đi bí mật hay là không. Để mình đi vô thử nha các bạn. Và thử rồi. Ê các bạn ơi, vô được các bạn. Wow, vậy thực sự đó nha, đây chính là một lối đi bí mật các bạn ơi. Và ở đây có hai cái rương đồ nè. Ở đây chỉ có một cái xô nước thôi à. Mà xô nước đã làm gì ta? Rồi ok, đây là cái gì đây? Tài liệu ghi chép các bạn ơi. Được rồi, được rồi. Bây giờ để mình thử mang cái tài liệu ghi chép này ra ngoài và đọc thử nha các bạn. Để xem đó nha, là liệu có điều gì kỳ lạ để diễn ra ở trong cái khu biệt thự này không nha. Tôi đã điều tra căn nhà này được một khoảng thời gian dài. Nếu có ai đọc được quyển tài liệu này, hy vọng rằng bạn sẽ rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Căn nhà này hay còn được gọi là 3 AM Mansion, nghĩa là biệt thự 3 giờ sáng. Thực chất, nó chính là một nơi để triệu hồi ma quỷ. Đây là một nơi mà các tín đồ quỷ Satan đã tụ họp. Bọn chúng đã dụ những vị khách tới đây để thực hiện các nghi thức tàn độc nhất có thể. Tôi đã có thể trốn được khỏi đây sau khi được một đoàn quân lính tới cứu mạng. Sách này tôi để ở đây như là một tài liệu mang tính xác thực và cũng hy vọng rằng không phải ai sẽ đọc được nó. Thứ cuối cùng tôi có thể để lại cho bạn là một cái xô nước. Hy vọng rằng nó giúp ích cho những ai đó bị mắc kẹt. Ký tên người ẩn danh. Ôi ôi các bạn ơi, vậy là chính xác rồi các bạn. Đây chính là một căn biệt thự để có thể triệu hồi ma quỷ các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như nha, cái người bị bắt cóc các bạn ơi, họ đã, cái người đó đó hả, đã có cách để mà thoát khỏi đây. Và bây giờ mình thấy các bạn ở đây có cái xô nước nè. Tuy là mình không biết làm cái gì các bạn ơi, nhưng mà cái người ẩn danh đó đã để lại cái xô nước này, thì mình nghĩ rằng đó nha, là nó sẽ có giúp ích gì đó. Và bây giờ mình nghĩ đó hả, là mình sẽ thử rồi các bạn ơi, thử coi lại hả những bức tranh này như thế nào nha, để xem là mình đã chụp được những gì các bạn. Rồi, và bây giờ sẽ là bức hình đầu tiên. Để mình lấy hết những bức hình hồi nãy mình vừa chụp nha các bạn. Rồi, bức hình đầu tiên của mình các bạn ơi là bức hình khi mà mình vừa mới bước vô cái căn biệt thự này. Và mình thấy rằng là mình chụp khá là đẹp nha các bạn. Có vẻ là như là khá là rõ rồi đó. Rồi, bây giờ tiếp tục nào, bức hình thứ hai. Hả? Wait a minute, cái gì đây các bạn ơi? Các bạn, hồi nãy chuyện kỳ lạ các bạn ơi. Hồi nãy các bạn nhớ không? Cái lúc mà mình chụp hình các bạn là mình rõ ràng mình không hề thấy cái bóng đen này nha các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ trong bức hình của mình lại có cái bóng đen này các bạn ơi. Là một con ma hay sao vậy? What the hell? Vậy là đừng nói nãy giờ nha. Mình ở trong trọng các bạn ơi. Là mình ở với ma hả? Được rồi. Bây giờ để mình tiếp tục các bạn. Mình cần phải kiểm tra lại hết toàn bộ những bức hình của mình các bạn ơi. Và bức hình này thì không có gì cả. Có vẻ là bình thường nha các bạn. Và tiếp tục nào, bức hình thứ tư. Oh, holy crap. Cái bức hình này là bức hình cái lúc mà mình chụp khi mình đi lên cái tầng thứ hai của căn biệt thự này các bạn.
Nhưng mà mình nhớ rõ ràng đó nha, là mình chỉ thấy có vết máu thôi, và mình chỉ thấy có những cái bộ xương thôi. Tại sao bây giờ giữa khung hình của mình lại có nguyên một cái con mắt màu đỏ đỏ, rồi có hàm răng vậy? Rồi hiểu luôn. Bảo sao các bạn ơi, là ở khu vực đó lại có những vết máu. Mình nghĩ rằng các bạn, đó chính là cái nơi đấy nha, mà con quỷ đó đã ăn thịt những người nào mà bước vào đó các bạn ơi. Và bây giờ bức tranh cuối cùng, cái bức tranh mà mình chụp ngay chỗ nha, nghi thức triệu hồi quỷ hay sao đó, rồi mình coi thử với các bạn. Và holy crap, bây giờ trong bức tranh của mình nó hiện lên luôn nguyên cả một con quỷ màu đỏ các bạn ơi. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Trời ơi, ghê quá đi à. Mình không nghĩ luôn đó nha, là cái camera của mình có khả năng hay chụp hình những thực thể như vậy luôn đó các bạn. Hay là đúng các bạn ơi, theo như mình nghĩ đó nha, là chỉ có những chiếc camera các bạn mới có khả năng chụp được những gì mà con mắt người không thấy thôi. Thôi mình nghĩ là bây giờ bỏ chạy đi các bạn ơi, bỏ chạy ra thượng sách. Ơi mà từ từ, wait a minute, mình bỏ quên kim cương, mình bỏ quên hết đồ đạc của mình trong chổng rồi các bạn ơi, sao bây giờ? Bây giờ mình không lại mình lấy các bạn ơi, là mất hết đồ luôn á. Kim cương của mình các bạn ơi. Được rồi, mình nghĩ rằng là mình nó gần đây các bạn ơi, cho nên chắc mình cứ vô mình lấy đi thì mình sẽ thành công đó các bạn. Thôi kệ đi nha, bây giờ mình cứ nghĩ là để mình vô mình lấy đi các bạn, chắc không sao đâu ha. Miễn là đừng nhìn vô cái chỗ đó được các bạn ơi. À. Ôi trời đất ơi. Cái tiếng gì vậy? Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy cái tiếng đó không? Lúc mình vừa mới... Hả? What the? Thả tôi ra! Thả tôi ra chứ! Ủa? Các bạn ơi! Mình vừa mới mở cái room Ender nha các bạn! Thì mình đã bị kẹt lại rồi! Tại sao ở đây lại xuất hiện hai quả diện thạch vậy? Mở ra coi! Ê, mở ra! Tôi! Chạy! Con quỷ đi quýnh mình các bạn ơi! Chị lê! Trời ơi! Cái gì vậy? Các bạn ơi! Tôi chết mình rồi! Từ! Lấy kim cương! Bỏ chạy! Ôi các bạn ơi! Cứu mình các bạn! Tự nhiên nó dí mình rồi các bạn ơi! Con ma nó dí mình! Sao bây giờ? Có đường nào ra không? Đường này ra! Từ từ, mình sẽ cho đây. Con này. Các bạn ơi, cái gì vậy? Khi mà mình vừa mới mở cái rương Ender của mình để mình lấy đồ các bạn ơi, thì mình nghe tiếng đó nha, là cái tiếng bùm bùm. Và hình như là hai cục hắc diện thạch các bạn, nó đã chặn lại rồi. Và bây giờ mình sẽ không tài nào mình thoát ra được hết các bạn ơi. Làm sao bây giờ ta? Kiểu gì bây giờ? Thôi được rồi, mình thấy ở đây có cái xô nước các bạn. Mình hy vọng rằng nó nhanh là với cái xô nước này đó hả, là mình có thể làm được một cái gì đó. Tuy nhiên các bạn ơi, mình vẫn muốn thực sự là điều tra đó nha các bạn, là liệu mình có nhìn lầm hay là không, hay là cái bức hình, cái máy ảnh của mình các bạn ơi, nó bị hư. Trời ơi, riết rồi mình cà lâm luôn các bạn ơi, mình sợ quá mà. Cho nên bây giờ mình nghĩ đó nha, là mình sẽ đánh liều một mạng và mình sẽ chạy thẳng tọt lên trên luôn cả cái khu vực lầu 2 và lầu 3 các bạn. Rồi, đi thôi nào. Con ma đâu rồi? Con ma đâu rồi các bạn ơi? Con ma đó kìa. Nó kìa các bạn ơi, con ma đó kìa. Chạy lên. Chạy lên lên cách đi ơi. Rồi. Bây giờ chạy lên nhanh lên các bạn ơi. Bây giờ lầu 2 đâu rồi? Con ma đâu các bạn ơi? Ủa sao cửa này tự động mở cửa vậy? Ủa cái gì vậy? Mình nghe tiếng gì đó các bạn ơi? Sao ở đây tự động mở cửa vậy? Mình nhớ hình như mình khóa cửa rồi hay gì đúng không? Hình như là mình không thấy gì hết các bạn. Thôi, mình ôi. Bây giờ cửa lại tự động đóng. À không các bạn ơi, mình lộn cửa. Ôi trời đất ơi, thiệt sự luôn mà mình sợ thiệt sự các bạn. Trời ơi, có vẻ như là mình không gặp được cái con ma mà cái con ma cái răng nhọn các bạn ơi. Thôi kệ đi, miễn không gặp được cũng được các bạn ơi, mình hoảng sợ, mình sợ lắm luôn rồi đó. Rồi bây giờ ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đây nha các bạn. Và ở đây là hình như xuất hiện của con quỷ Satan. Ui, không các bạn ơi, con ma này đi lên lầu các bạn ơi, cứu mình. Đi lên lầu các bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó gớm quá à. Mình cứ tưởng là nó ở tầng 2 nhưng không các bạn. Nó đi lên lầu luôn kìa. Trời ơi sao bây giờ? Và hình như nó biến mất rồi. Ui, một khu rất nhà ma không à. Rồi từ mình chạy ở đây các bạn ơi. Mình muốn tìm hiểu xem quỷ Satan có ở đây thì không. Ui các bạn ơi, quỷ Satan kìa. Quỷ Satan. Cô. Chạy lại. Ai. Và đó chính là toàn bộ cuộc thám hiểm của mình trong căn biệt thự 3 giờ sáng trong Minecraft. Các bạn có thấy được sự kinh khủng và sự kinh dị của nó không? Từ những con quỷ cho tới những nghi thức triệu hồi, những nghi thức hiến tế có thể dâng lên cho quỷ Satan. Và vẫn còn rất nhiều những điều bí ẩn mà mình không thể tài nào giải thích được. Ví dụ như là liệu những con quỷ này thật sự có phải là do những nghi thức triệu hồi ra hay không? Hay là do căn biệt thự này đã bị bỏ hoang quá lâu cho nên những con quỷ này mới xuất hiện? Và điều trên hết nữa chính là cái xô nước các bạn ơi. Người ẩn danh đã để lại cho mình một cái xô nước. Tuy nhiên, mình vẫn chưa kịp sử dụng nó và mình vẫn chưa hiểu cách sử dụng nó thì mình đã bị tiêu diệt. Cho nên là mình nghĩ những câu hỏi này mình sẽ để lại cho các bạn đó. Các bạn hãy nhớ trả lời nha.
Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Thì các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh giúp mình nha các bạn, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Falling, I'ma keep on falling.